Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào tiết 2 bài 52 trong quyển sách giáo khoa toán 4 bộ sách cánh diều. Hôm trước cô và các em chúng ta đã chữa các bài tập từ bài tập số 1 đến hết bài tập số 3. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài tập số 4 nhé. Bài tập số 4 như sau: để nấu một bát cơm, bạn Lâm cần khoảng 75 g gạo. Nếu mỗi ngày bạn Lâm ăn 4 bát cơm như thế thì 30 ngày bạn Lâm ăn hết khoảng bao nhiêu kg gạo? Với bài toán này, các em sẽ giải bài toán qua hai bước tính. Bước thứ nhất, các em sẽ tính xem thử mỗi ngày bạn Lâm ăn 4 bát cơm, tức là mỗi ngày bạn ăn hết bao nhiêu gạo. Bao nhiêu gạo? Bằng cách lấy 75 các em nhân với 4 thì chúng ta sẽ tính được cái lượng gạo bạn Lâm ăn trong một ngày. Sau đó, các em sẽ tính số gạo mà bạn Lâm ăn trong 30 ngày bằng cách lấy số gạo ăn trong một ngày các em nhân với 30 và các em đổi cái số gạo đấy ra đơn vị kg. Bây giờ cô và các em chúng ta cùng chữa bài như sau. Cô có mỗi ngày bạn Lâm ăn hết số gạo là lấy 75 nhân với 4 bằng 300 g. Vậy 30 ngày bạn Lâm ăn hết số kg gạo là các em sẽ lấy 300 g các em nhân với 30 thì bằng 9.000 g. Đây đang đơn vị là gam. Các em sẽ đổi sang đơn vị kg. Ta có 9.000 g thì bằng 9 kg. Như vậy, trong 30 ngày thì bạn Lâm sẽ ăn khoảng 9 kg gạo. Đáp số là 9 kg gạo. Những bạn nào chưa xong bài tập số 4, các em hãy dừng lại một chút để tiếp tục làm xong. Cô chuyển tiếp sang bài tập số 5 như sau. Người ta cắt tấm gỗ sau thành 20 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu cm? Mạch cưa không đáng kể. Các em quan sát, chúng ta thấy tấm gỗ này dài 4 mét. Và người ta sẽ cắt thành 20 đoạn. Người ta hỏi là mỗi đoạn dài bao nhiêu cm? Thì bước đầu tiên, các em sẽ đi đổi. Các em đổi 4 mét này ra cm cho cô. Sau khi chúng ta đã đổi chiều dài của cái tấm gỗ này ra cm thì các em sẽ tìm cái độ dài của mỗi đoạn sau khi mà chúng ta cắt bằng cách các em lấy 400 cm đấy, các em chia đều cho 20 đoạn. Các em dừng lại làm bài, sau đó thì sẽ đối chiếu với phần bài chữ của cô như sau. Bước đầu tiên, cô sẽ đổi 4 m thì bằng 400 cm. Cô có mỗi đoạn dài số cm là cô lấy 400 cm này cô chia đều cho 20 đoạn. Như vậy mỗi đoạn dài 20 cm. Đáp số là bằng 20 cm. Tiếp tục chúng ta chuyển sang bài tập số 6. Có bài tập số 6 như sau. Anh Hồng đóng số hành tím thu hoạch được vào các túi. Mỗi túi 5 kg thì đóng được 132 túi. Hỏi nếu anh Hồng đóng số hành tím đó vào các túi, mỗi túi 3 kg thì đóng được bao nhiêu túi? Ở ý A này, các em sẽ qua hai bước tính. Bước thứ nhất là các em sẽ tìm cho cô tổng số kg hành. Cứ mỗi túi nặng 5 kg có 132 túi thì các em sẽ lấy 5 nhân với 132 để xem thử tổng số hành là bằng bao nhiêu. Sau đó, chúng ta sẽ đóng cái số hành đấy vào các túi, mỗi túi 3 kg thì sẽ đóng được số túi. Thì các em sẽ lấy cái số hành mà chúng ta vừa tính được ở bước 1, các em chia cho 3 thì sẽ được cái số túi chúng ta đóng được. Cô chữa câu A như sau. Cô có số kg hành tím thu hoạch được là có 132 túi. Mỗi túi ở đây là 5 kg
Như vậy lấy 132 nhân với 5 bằng 660 kg. Hoặc ở đây, kem có thể lấy là chúng ta lấy 5 nhân với 132 đi. Mỗi túi là nặng 5 kg mà có 132 túi thì cô nhân như vậy cho nó đúng cái phép tính. Kem lấy 5 nhân với 132 bằng 660 kg. Như vậy, tổng số hành tím có 660 kg. Bây giờ chúng ta chia vào mỗi túi 3 kg thì xem thử được bao nhiêu túi thì kem sẽ lấy số hành này này, kem chia cho 3 có phải không? Như vậy ta có nếu đóng hành tím vào các túi 3 kg thì được số túi là kem sẽ lấy 660 kem chia cho 3. Lúc này chúng ta sẽ đóng được 220 túi. Như vậy, câu A là chúng ta đáp số là bằng 220 túi. Chúng ta sẽ qua hai bước tính như thế này. Bạn nào chưa xong thì các em hãy dừng một chút để tiếp tục làm xong câu A. Cô chuyển tiếp sang bài tập số 6B. Có bài tập số 6B, 5 kg hành tím bán với giá là 195.000 đồng. Như vậy cả 5 kg thì chúng ta bán được 195.000 đồng. Hỏi với cùng giá đó thì 3 kg hành tím có giá bao nhiêu tiền? Câu B, các em cùng suy nghĩ xem thử chúng ta sẽ giải câu B như thế nào. Câu B này các em cũng qua hai bước tính. Bước thứ nhất, các em sẽ tính cho cô giá tiền của 1 kg hành tím bằng cách lấy 195.000 đồng kem chia cho 5. Sau khi kem tính được số tiền của giá tiền của 1 kg hành rồi thì kem sẽ tính được giá tiền của 3 kg hành bằng cách lấy giá tiền 1 kg kem nhân 3. Chúng ta cùng chữa ý B như sau. Ta có 1 kg hành tím bán được số tiền là kem lấy 195.000 đồng kem chia cho 5 thì bằng 39.000 đồng. Vậy 3 kg hành tím bán được số tiền là kem sẽ lấy 39.000 đồng kem nhân 3 lên bằng 117.000 đồng. Như vậy đáp số của câu B là bằng 117.000 đồng. Cô chuyển tiếp sang bài tập số 7. Những ai chưa xong bài tập số 6, các em hãy dừng lại tiếp tục làm cho xong. Các em ủng hộ cho cô thì hãy cho cô một đăng ký kênh và một like nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục đón xem rất nhiều các video miễn phí trên kênh. Bài tập số 7. Linh nhìn thấy dòng chữ trong thang máy, số người tối đa là 12 người, cân nặng tối đa là 900 kg. Theo em, nếu thang máy đã chở tối đa cân nặng, tức là chở tối đa là lúc này cái thang máy chở 900 kg rồi và trong đó có 12 người thì cân nặng trung bình mỗi người là bằng bao nhiêu? Vì thang máy chở tối đa nên thang máy đã chở 900 kg. Vậy muốn biết mỗi người nặng bao nhiêu kg thì các em sẽ làm phép tính chia, có phải không? Các em sẽ lấy 900 kg này, các em chia đều cho 12 người. Phải không nào? Như vậy ta có như sau. Cân nặng trung bình của mỗi người là kem sẽ lấy 900 chia cho 12 bằng 75 kg. Và đáp số là bằng 75 kg. Như vậy cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ nốt các bài tập còn lại của bài 52 trong quyển sách giáo khoa toán 4 bộ sách cánh diều rồi đấy các em. Chúc tất cả các em luôn học tập tốt và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.